Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 1, tập 1, chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học cái bài là các số 4, 5. Bài số 1, tập viết. Số 4. Số 4, số 5. Bài số 2. Viết số vẽ chấm tròn. Rồi. Viết số. Như vậy chúng ta xem nè. Bên này thì chúng ta sẽ viết số. Còn bên này chúng ta sẽ vẽ chấm tròn và viết số luôn. Như vậy bây giờ nè. 1 chấm tròn thì tương ứng với số 1. 2 chấm tròn trong này thì tương ứng với số 2. 3 chấm tròn trong này tương ứng số 3. Vậy chỗ này là 1, 2, 3, 4 chấm tròn này tương ứng số 4. Được không? Chỗ này là 1, 2, 3, 4, 5. 5 chấm tròn này tương ứng với số 5. Được. Rồi ngược lại. Số 5 thì chúng ta sẽ vẽ chỗ này là 5 chấm tròn. Được không? 5 chấm tròn. Được. Số 4 này chúng ta sẽ vẽ 4 chấm tròn. Yeah. Rồi số 3 thì người ta cũng đã vẽ sẵn cho mình, thì mình chỉ việc ghi số 3. Số 2 này cũng đã vẽ sẵn cho mình, thì mình ghi số 2. Số 1, 1 chấm tròn thì chúng ta ghi số 1. Được rồi. Bài số 3. Đếm đầu khoanh theo mẫu. Đây. Bài số 2. À, 2. Rồi, 2 cho nên người ta họ khoanh thêm 2 cái. À, 2 cái vô một khoanh, à, 2 cái vô một khoanh. Được chưa? Rồi, tương tự 3, người ta đã khoanh cho mình sẵn 3 cái rồi. Rồi mình đếm 3 cái nữa mình khoanh. Được không? 3 cái nữa. 1, 2, 3. Để chúng ta sẽ khoanh đây 3 cái. Được không? Rồi. Cái này 3 cái này nữa. Chúng ta khoanh 3 cái. Được không? Rồi quay lại bài số 2. Quay lại bài số 2. Thì chúng ta là khoanh 2 cái này nữa. Rồi, chúng ta khoanh 2 cái này nữa. Mỗi khoanh thì chúng ta được 2 cái. Đây là dư 1 cái này. Bài số 4. Rồi chúng ta khoanh 4 cái. Được không? 4 cái. Đây. 1 khoanh, 2 khoanh, 3. Nào. Rồi, cái này 5. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy thì chúng ta sẽ khoanh 5 cái ở đây. Một. Tự 2. 3. Đó. Vậy còn là dư 3 cái. Dư 3 cái. Tiếp theo, qua trang tiếp theo. Chúng ta khoanh nào cũng được mà chúng ta miễn sao đủ 4 cái thôi ha. Bên này cũng vậy, miễn sao đủ 4 cái thôi. À, cái này miễn sao đủ 5 cái thôi. Cậu này miễn sao đủ 4 cái thôi, chứ không thức nhất thiết phải khoanh như này. Chúng ta thì khoanh dưới này, chúng ta khoanh tròn như thế này cũng được, được không? Điền số rồi nối theo câu mẫu.
gộp máy và được máy đây. Mộc, đây là cái thứ hai, như là gộp mộc này và gộp một cái này vô nữa nha, giờ ta được hai cái này, một hai, gộp mộc cái này, gộp mộc này và mộc này được hai nha, gộp mộc mộc được hai. Rồi cái này gộp là gì? Mộc hai, như là gộp hai này. Bước cái này là và cái này là gì? Một cái này là được là ba cái. À, 1, 2, 3. Bài số 5. Điền số rồi nối thêm mẫu câu. Gộp và gộp được cái gì? Gộp 1, 2, 3. 3 này và 1 này ta được 4. Nè, ta được bóng. Rồi hay nói ngược lại, chúng ta bóng gồm gì? Gồm 1 và 3. Hoặc có thể là 1 gồm 3 và 1, chỗ này cũng được ha. 3 trước 1 sau cũng được. Được không? 1 và 3 hoặc là 3 và 1 cũng được, cái nào cũng được. Bài này thì sao? Gộp hai cái này lại, 2 và hai cái này lại là được 4. Như vậy 4 gồm cái gì? 4 gồm 2, ta gộp với là 2. Bài này câu C, gộp 1, 2, 3, 4 như 4 này và 1 này, người ta được 5. 1, 2, 3, 4 và 5. Đó. Vậy 5 gồm gì? Gồm 4 và 1, hoặc là 1 và 4 gì cũng được. Được không? 4 và 1. Câu D, gộp về đây 1, 2, 3, 3 cái bánh đó, và 2 cái bánh bên này là bằng là 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy 5 gồm gì? 3 hoặc là 2, 3 đây cũng được, hoặc 2 đây cũng được, 3 và 2, hoặc là 2 và 3 cũng được, được không? Bài số 6. Tô màu phù hợp với câu nói 3 gồm 2 và 1, 3 gồm 2 và 1. Như vậy trong này thì chúng ta sẽ tô hai con cùng màu và một con khác màu. Được không? Tô hai con cùng màu và một con khác màu. Thì chúng ta sẽ tô hai con cùng màu. Hai con cùng màu thì chúng ta sẽ tô con heo này màu cam. Hai con heo màu cam. Được không? Nhớ nghe, chúng ta sẽ tô hai con cùng màu và một con khác màu. Chứ chúng ta mà tô ba con khác mà ba màu luôn coi như là sai á. Rồi. Một con, hai con. Rồi, hai con cùng màu và chúng ta sẽ tô một con khác màu, màu xanh, được không? Thank you.
Rồi xong. Hai con khác màu với lại con kia. Hai con cùng màu và một con khác màu. Bài số 7. Mỗi chiếc xe có máy bánh xe. Bài chúng ta sẽ nói lại. Một bánh xe, đây, cái này là một bánh xe. Không. Hai bánh xe, đây, hai bánh xe. Này là ba bánh xe. Và này là bốn bánh xe. Được. Xe này hai bánh, xe này một bánh, xe này ba bánh, xe này bốn bánh. Thì chúng ta nối xuống. Nè. Bài số 8. Đếm rồi viết số. Trên này có bao nhiêu con gà? Đó, bao nhiêu con gà mái đây? Vậy chúng ta thấy đây nè. Một con. Hai con. Và đây một con bên này nữa. À, một con bên này nữa. À, như vậy tổng cộng là ba con. Nên đây là một nè. Hai nè. Ba nè. Rồi. Bao nhiêu con gà con? Chúng ta đi đếm. Rồi, bao nhiêu con gà con này? 1 2 3 4 5. Vậy tổng cộng là có 5 con gà con. Bao nhiêu con vịt? 1 2 3 4. Là 4 con vịt. Bao nhiêu con chó? Một con. Bao nhiêu con bướm? Một con. Một con này. Hai con này. Đó. Hai con bướm. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.